Mọi thứ thay đổi quá nhanh ở Manchester United vì mới hồi tháng giêng, Jose Mourinho đồng ý một thỏa thuận mới để ở lại Old Trafford và gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo. Giờ đây, Man United đang gấp rút tìm một giám đốc bóng đá để có thể thu hẹp khoảng cách giữa Mourinho và Apple World. Người ta chưa bao giờ thôi thắc mắc liệu Special One có sống sót trong nhiệm kỳ thứ 3 này. Người đàn ông 55 tuổi bước vào mùa giải mới trong một tâm trạng tồi tệ, với thái độ hàng học trong suốt tour du đấu trên đất Mỹ. Cựu huấn luyện viên Chelsea liên tục công kích ban lãnh đạo United vì không mua sắm, và rồi ông phát điên với Anthony Martial. Ông 5 lần 7 lượt đòi một cái tên cho hàng thủ, nhưng rốt cuộc, cánh cửa thị trường chuyển nhượng ở Anh khép lại mà không hề đón được một cái tên nào. Toby Alderweireld, Jerome Boateng, Jeremy Mina hay Harry Maguire. United thực tế vẫn có quyền mong đợi nhiều hơn từ Mourinho, vì dẫu sao 370 triệu bảng chi ra trong vòng 2 năm là không hề nhỏ. Nhưng cho đến tận bây giờ, không ai có thể tìm ra được sự nhất quán trong cách chơi của Man United. Kể cả khi Mourinho ổn định được câu lạc bộ, thì ông vẫn phải tự vấn bản thân. Một cái tên gây ảnh hưởng trực tiếp đến chiến lược gia này là Ed Woodward. Ông ta được miêu tả là một sự hỗn độn trên thị trường chuyển nhượng, chính sách không nhất quán. Và bây giờ khi mối quan hệ với Mourinho bắt đầu xấu đi, chỉ 6 tháng sau một thỏa thuận mới với huấn luyện viên người Bồ Đào Nha, Quỷ Đỏ đang cuối cùng lên kế hoạch bổ nhiệm một giám đốc bóng đá sau 140 năm lịch sử hình thành câu lạc bộ. Sự đồng thuận này nói lên rất nhiều sự yếu kém của Ed Woodward trong các cuộc đàm phán và hệ lụy thì luôn phải trả giá bằng hiện kim. Những ngôi sao trên sân cũng không vẹn lòng với Mourinho. Phong độ của Paul Pogba khá phập phù. Đội trưởng hiện tại của Manchester United nhiều lần bị các chuyên gia bóng đá chê bai, trong đó có cả hai huyền thoại của Man United, Bosco và Gary Neville. Hè năm nay, phong thay đồ của đội bóng lại trở nên hỗn độn về chuyện đi hay ở của Pogba, và thật không may tất cả đều nằm trong sự thao túng của tay cò Mino Raiola. Nghiệt hơn, tiếng nói của Pogba ở Old Trafford lúc này còn có trọng lượng hơn cả Mourinho. Năm 2012, cũng chính Mino Raiola là người lên kế hoạch đưa Pogba ra đi. Giờ đây, gã mập này một lần nữa khiến nội bộ đội bóng lủng củng. Ngẫm lại thì tất cả mới thấm thía những lời mà Sir Alex Ferguson đã nói. Ông viết trong tự truyện: Pogba có một người đại diện thật tồi tệ, một tên rác rưởi. Chúng tôi hiểu rất rõ cậu ấy rất giỏi và Man United đã gửi cho cậu ấy một bản hợp đồng tốt nhất. Trong thế giới bóng đá, có một hai người đại diện cầu thủ mà tôi chẳng thể nào nhìn mặt nổi. Một trong số đó là Mino Raiola. Hắn xuất hiện và phá hỏng tất cả. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã không ưa nổi hắn ta. Sự ra đi của Sir Alex Ferguson sau 27 năm để lại một khoảng trống khắc nghiệt. Di sản vĩ đại của ông già người Scotland đến từ mọi mặt. Một đội hình vô địch, một học viện tối ưu, sức mạnh tài chính khủng khiếp. Nhưng điều đáng tiếc nhất là một lỗ hổng, một dấu gạch nối trong giai đoạn cuối của ông để có thể nối dài điều đó đến tương lai. Mọi thứ dường như bị đứt quãng ngày đó. Man United phải xây dựng lại từ đầu. 6 năm cuối triều đại, Sir Alex không đưa về bất kỳ một tiền vệ nào. Ngài còn có một vài sự pha trộn với không chỉ là các cầu thủ trẻ mà còn một vài bom tấn như Dimitar Vovatov hay Robin van Persie, điều hiếm khi ông làm với một cầu thủ ở ngưỡng 30. Trong khi người được chọn là David Moyes lại không nằm trong tâm tư của Sir Alex ngay từ đầu, vì ông đã từng nghĩ đến Pep Guardiola hay Jose Mourinho, nhưng mọi chuyện vẫn đi theo lịch sử được sắp xếp sẵn của nó. Moyes có thể không bất tài, nhưng được cho là chán ngấy với phong cách United cũ kỹ. Luis Van Gaal cũng không thể cứu vãn. Và giờ đến lượt Mourinho. Thực tế đã có những sự tiến bộ dưới thời Mourinho. Manchester United đã vô địch Europa League và League Cup. Họ kết thúc Premier League ở vị trí thứ hai. Nhưng Mourinho đã gây thiệt hại và làm mất đi bản sắc vốn đã ăn sâu vào máu của Quỷ Đỏ. Mùa trước, ông buộc phải tận dụng những gì có trong tay để nuôi hy vọng lật đổ Man City, kết thúc mùa giải với 19 điểm cách biệt so với đội hàng xóm. Mọi thứ đang càng trở nên khó khăn hơn cho Special One khi mùa giải thứ 3 chỉ mới bắt đầu. Bằng cách này hay cách khác,
Mourinho đang tự biến mình thành một Arsene Wenger trong những ngày cuối cùng tại Arsenal. Mọi chuyện ở United lúc này không khác gì Arsenal mùa giải trước. Ông ta hoàn toàn bất lực, giới chủ không hạnh phúc, cổ động viên cũng không thể vui nổi và chắc chắn Mourinho cũng vậy. Các cầu thủ ra sân thì cũng không thể đá sung nổi, thậm chí nhiều học trò còn không tìm được tiếng nói chung với ông thầy. Mùa giải thứ 3 hãy còn rất dài phía trước và những người hâm mộ lại tiếp tục làm một công việc quen thuộc như bao năm qua kể từ khi không còn Sir Alex. Chờ đợi.